giọng đó bạn, nó giọng gì. Nhà đi. Thức dậy thức. Đầu chuyện với nước các bạn. Đẩy xuống. Mày hãy gì thì tao đánh được. Chứ nước mà. Mày hãy cái hậu tâm đây tao ba người chụp. Thầy cao lên. Mày đứng đó. Nè đánh nè. Chặt đúng không? Bây giờ chơi trò này là thức. Thấy bay cái em lột em đá. Xem tô á. Xem tô. Xem tô mà đá trúng trái bay nó mới hay. Vô lê à, đi lên tao. Ừ, vô lê mà trúng nó mới hay. Kêu chừng trúng cái cây thức ơi, có cái cây á. Trời ơi. Quá dữ. Xem chúng thằng quay phim. Rồi anh quay, anh thấy cho thức ơi. Nè.
đó vậy đó. Cao quá. Cao quá hả? Để hạ như hậu. Đi cầm này đi Vin, để anh thấy cái đó cho tụi nó. Vin xuống đây quay đi Vin. Ê hậu éo mày quay đi hậu éo. Để tao thấy này cho anh thích. Góc này nè. Đúng quá. Góc này đẹp nè. Góc này nó chói nắng. Mát. Ê thích ra đây được không? Ra đây cây. Dọn cây hả? Chỗ này không có cây. Đây nè. Hậu ơi. Dạ. Qua đây quay đi tao thấy cho anh thích đá. Quay góc này nè. Góc này không có chỗ đứng quay ta. Phải từ hả? Chỗ này không tới rồi. Bên đây đi Hậu ơi. Hậu bên đây đi Hậu ơi. Này đứng bên đây. Đứng tay không? Quay được không? Này đứng bên đây. Nè. Quay yên một góc thôi. Góc thôi đừng có rung nha. Quay vô vô thích chút xíu. Vô thích chút xíu á, cao cao lên. Em ra cao lên vô. Quay vô thích chút xíu. Ừ. Mình đứng im đi Hậu ơi. Lên xem mình vô lại nè. Hậu ơi, đứng vô xíu chút xíu được. Vô hết camera rồi sao mà quay? Hậu có camera vô sao mà quay? Thấy bị chết. Quay. Đứng đây. Rồi. Video qua mạnh khờ nha. Thấy luôn. Chìm sợ à quên cái. Chìm bắt bốt cụ. Yeah.